Hello, xin chào toàn thể quý vị các bạn thân yêu nha. Và hiện tại thì Quang Tùng đang có mặt tại phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang nha quý vị và bạn, để bàn giao lắp đặt một bộ dàn karaoke để vừa nghe nhạc vừa karaoke vô cùng tuyệt vời nha. Và hiện tại thì Quang Tùng đang có mặt tại ở sân của gia đình nhà anh Tuấn Anh rồi nha quý vị và bạn. Một khung cảnh này khi mà về Bắc Giang nha. Anh Tuấn Anh thì có rất nhiều thú chơi nha quý vị và các bạn, quý vị có thể nhìn thấy này. Ngày xưa anh Tuấn Anh đã chơi lan này, và bên đây chúng ta sẽ có bể cá nha. Và xin mời quý vị và các bạn chúng ta vào sâu bên trong một xíu nha. Chúng ta sẽ tìm hiểu này là anh Tuấn Anh lắp đặt một bộ dàn karaoke ở đâu nha. Quý vị có thể nhìn thấy này. Và vào bên không gian của gia đình nhà anh Tuấn Anh thì rất nhiều nha quý vị bạn. Vào đây nha. Bên đây thì chúng ta sẽ có gỗ lụa Ngọc Am nha quý vị và bạn. Và nếu mà quý vị và các bạn đang yêu thích nha, có yêu thích cái dòng gỗ lụa Ngọc Am này thì có thể liên hệ cho anh Tuấn Anh nha quý vị và bạn. Và xưởng của anh Tuấn Anh thì hiện tại đang ở Lạng Sơn nha các bạn, gỗ Hưng Lan nha quý vị các bạn. Và đây chúng ta sẽ cùng vào quý vị để tham quan thấy đây, rất nhiều gỗ nha, chúng ta có rất nhiều gỗ nha. Và đây đội ngũ của Trường Thành Audio đã bê vào vận chuyển tất cả những cái sản phẩm của chúng ta vào đây rồi nha quý vị các bạn. Và với không gian của gia đình nhà anh Tuấn Anh thì sẽ Quang Tùng áng thôi, khu vực mà giải trí của gia đình nhà anh Tuấn Anh thì rơi vào tầm khoảng 30 mét quay đầu về nha quý vị và các bạn. Và đây chúng ta sẽ có một cái tivi mới nha. Anh Tuấn Anh vừa mới lắp xong nha quý vị và các bạn. Quang Tùng sẽ để gọn quả bóng vào đây nha. Và chúng ta sẽ để một cặp loa này, chúng ta sẽ để hai bên nha quý vị và các bạn. Và anh Tuấn Anh thì cũng đã có thiết kế chân rồi, nhưng khả năng là tí nữa thì chúng ta sẽ không dùng vội đâu. Quý vị có thể nhìn đây, cặp chân của anh Tuấn Anh đầu tư nha, rất đẹp nha quý vị và các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính đi nha. Và với combo của gia đình nhà anh Tuấn Anh thì Trường Thành Audio đã bê hết vào trong đây rồi nha quý vị và bạn. Và bây giờ nha, chúng ta sẽ cùng kiểm tra tất cả những cái sản phẩm mà Trường Thành Audio lắp đặt này hay là gửi COD cho quý vị và các bạn nha. Và đặc biệt hơn là quý vị và bạn nhớ kiểm tra thật kỹ nha, đây là quyền lợi của quý vị và các bạn nha. Và với tất cả những cái sản phẩm mà Trường Thành Audio lắp đặt hoặc phân phối thì đều được một đổi một trong vòng 30 ngày đầu tiên. Nếu mà chẳng may sản phẩm của chúng ta bị lỗi do nhà sản xuất, cho nên là quý vị và các bạn khi mua hàng của Trường Thành Audio thì nhớ giữ toàn bộ tất cả những cái linh kiện nhé, phụ kiện đi kèm như vỏ thùng này, hoặc là như dây adapter nguồn, tất cả những cái phụ kiện đi kèm, để chúng ta sẽ có được chính sách là một đổi một trong vòng 30 ngày đầu tiên. Và toàn bộ chi phí vận chuyển chiều đi chiều về thì Trường Thành Audio sẽ gửi cho quý vị và các bạn. Và đặc biệt hơn nha, tất cả những cái sản phẩm mà Trường Thành Audio đều chính hãng. Và bây giờ thì Quang Tùng sẽ bóc luôn cho quý vị và các bạn nha. Và với combo này của chúng ta thì sẽ có một cặp loa đến từ thương hiệu JBL nha quý vị và các bạn. Và với thương hiệu JBL như là cặp loa của chúng ta là PRX412M nha. Với cặp loa đến từ thương hiệu JBL PRX412M được sản xuất tại Mexico nha quý vị và các bạn. Thì Quang Tùng sẽ tắt cái TV đi để và với cặp loa của chúng ta thì đơn vị nhập khẩu sẽ là đơn vị 3 sao nha quý vị và bạn. Khi quý vị và bạn tìm hiểu này và muốn sử dụng những cái sản phẩm hàng chính hãng thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý một vài vấn đề nha. Quang Tùng sẽ bóc luôn sản phẩm ra, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sản phẩm luôn nha quý vị và bạn. Và với cặp loa của chúng ta thì đây quý vị có thể nhìn thấy này, ở phần ngoài thì cũng đã được đơn vị là 3 sao đó, chúng ta sẽ dán rất cẩn thận nha. Và với những cái dòng sản phẩm nhập khẩu này thì chắc chắn rồi đúng không ạ? Từ những cái vỏ thùng này, quý vị có thể nhìn thấy này, đó. Và mở ra một phát thì với những cái sản phẩm mà của đơn vị 3 sao thì chúng ta sẽ có một cái phiếu bảo hành. Đó, quý vị có thể nhìn thấy này, PRX412M này, đó, tên sản phẩm này, đó, chúng ta sẽ có số ri ở trên cái phiếu bảo hành này. Và chúng ta nhớ giữ lại cái phiếu bảo hành này nha. Và đi tiếp tục nha quý vị và bạn. Và với những cái sản phẩm chính hãng quý vị thể nhìn thế này, từ Quang Tùng sẽ đổ ra nha, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu luôn. Và đặc biệt nha, với những cái dòng mà đến từ thương hiệu JBL mà quý vị và các bạn mua của Trường Thành Audio mà có thể chứng minh được là với những cái sản phẩm mà Trường Thành Audio phân phối này hoặc là lắp đặt cho quý vị và các bạn không chính hãng thì Trường Thành Audio sẽ bồi thường cho quý vị và các bạn 1 tỷ Việt Nam đồng nha. Thế nên là khi mà quý vị và các bạn nhận hàng nhớ kiểm tra hàng nha. Và với những cái dòng mà được nhập khẩu bởi thương hiệu JBL, bởi đơn vị 3 sao thì đặc biệt là sẽ phải có tem mác nha quý vị bạn. Đây, Quang Tùng sẽ quay đây cho quý vị bạn nhìn thấy dễ hơn. Đặc biệt hơn sẽ phải có tem mác của đơn vị nhập khẩu 3 sao nha quý vị bạn.
Và đi kèm với đó thì cũng sẽ có một cái tem của đơn vị là Trường Thành AUU đang phân phối dòng này nha quý vị và các bạn. Và với tại sao thì rất nhiều quý vị và các bạn hỏi là tại sao phải dán tem của Trường Thành, bởi vì với những cái sản phẩm này thì rất nhiều đơn vị bán đúng không ạ, thì Trường Thành AUU phải dán tem vào thì mới biết được ở đây sản phẩm của Trường Thành AUU bán ra nha quý vị và các bạn. Và đây là với cái logo đơn vị là 3 sao này đó, đây là tem bảo hành của bên 3 sao nha quý vị và các bạn. Và với sản phẩm của anh Tuấn Anh thôi thì đang được nhập khẩu vào 2023 nha quý vị và các bạn, tháng 12/2023. Và đây đó, một sản phẩm chính hãng thì nó có phải có đầy đủ nha quý vị và các bạn, phiếu bảo hành này. Và đặc biệt là quý vị và các bạn nhớ nhá, phải có tem mác của đơn vị nhập khẩu nha quý vị và các bạn, phải có tem mác của đơn vị nhập khẩu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm, tiếp tục đi kiểm tra này và mở từng sản phẩm đó nha. Và quý vị và các bạn nhớ nhá, khi mà quý vị và các bạn chứng minh được này, sản phẩm mà Trường Thành AUU lắp đặt và phân phối không phải là sản phẩm chính hãng, thì Trường Thành AUU sẽ bồi thường cho quý vị và bạn 1 tỷ 5 đồng nha. Và tiếp tục, chúng ta sẽ cùng tiếp tục nha quý vị và các bạn, và cùng tiếp tục đi đến đó là Quang Tùng bóc luôn sản phẩm đấy đi nha quý vị và các bạn. Và đi về đó thì chúng ta sẽ có thêm một chiếc quản lý nguồn nha quý vị và các bạn. Với những cái combo cao cấp thì tại sao chúng ta phải lên sóng cho gia đình nhà mình một chiếc quản lý nguồn với cái mẫu mã của chiếc quản lý nguồn đến từ thương hiệu Vatasa P9 Limited. Đây là một dòng quản lý nguồn cao cấp nha quý vị và các bạn. Và với những cái sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu Vatasa P9 Limited thì đều phải có tem mác của đơn vị xuất nhập khẩu là công ty quốc tế TTP nha quý vị và các bạn. Đều phải có tem mác của nhà hãng này. Và với công dụng của một chiếc quản lý nguồn thì ở đằng sau chúng ta sẽ có 8 cổng đầu ra nha quý vị và các bạn. Nó sẽ có 8. Khi mà quý vị và các bạn sử dụng cổng chiếc quản lý nguồn này, chúng ta sẽ cắm tất cả những cái thiết bị vào đây. Thứ nhất là chúng ta chỉ cần bật tắt một nút vô cùng đơn giản và thuận tiện thôi. Và điều thứ hai là khi với mỗi quản lý nguồn thì sẽ báo cho chúng ta ở trên một chiếc màn hình đó, báo cho chúng ta là hiện tại dòng điện của chúng ta đang được bao nhiêu vôn. Và đặc biệt hơn là khi mà chẳng may nguồn điện của chúng ta chẳng may bị kém này, thì mẫu quản lý nguồn của chúng ta sẽ tắt toàn bộ các thiết bị đi để bảo vệ tất cả những cái combo cao cấp của gia đình nhà mình. Và tiếp tục đi về đó nha, Quang Tùng sẽ để gọn ra đây luôn nha quý vị và các bạn. Quang Tùng sẽ để gọn đây luôn. Đi kèm với đó là trong combo của gia đình anh Tuấn Anh thì có những cái sản phẩm gì nha. Đi kèm với đó chúng ta sẽ có một mẫu vang số nha quý vị và các bạn. Quý vị nhìn thấy đây. Đó, chỉ một hộp giấy thôi đúng không ạ? Nhưng mà khi mà chúng ta muốn sở hữu một cái mẫu đến từ thương hiệu Vatasa AUU thì chắc chắn rồi đúng không ạ? Tiền nào của đó, khi mà chúng ta được sở hữu thì chúng ta sẽ biết được cái giá trị mà với một cái mẫu vang số cao cấp đến từ thương hiệu Vatasa AUU, hàng chính hãng này nó có những cái gì mà tại sao khiến rất nhiều gia chủ khi mà chúng ta thưởng thức âm thanh này và chúng ta có thể biết thêm được những công năng, những cái công dụng của nó lại phải đầu tư. Trong khi đó, với trên thị trường thì có rất nhiều mẫu vang số, nhưng tại sao mà Vatasa AUU lại được chọn rất nhiều đến như vậy? Thì chắc hẳn rồi đúng không ạ? Nó phải có một cái nguyên do gì đấy nha. Quang Tùng sẽ đi sâu vào chi tiết hơn. Và với những cái dòng vang số chính hãng đến từ thương hiệu Vatasa thì cũng phải có tem mác nha quý vị và các bạn. Tem mác thì chắc chắn là có rồi đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta có thể nhìn thấy này, với lối thiết kế thì vô cùng là đẹp. Và đặc biệt hơn nha, với lối thiết kế đến từ thương hiệu Vatasa V8 Pro. Đây là một model mẫu thiết kế độc quyền đến từ thương hiệu Vatasa. Và nhắc tới thương hiệu Vatasa thì là một trong những thương hiệu âm thanh đi hàng đầu của thế giới nha quý vị và các bạn. Và với mẫu Vatasa V8 Pro thì chúng ta sẽ có những cái gì mà khiến gia chủ của chúng ta đầu tư đến nhiều như vậy đúng không ạ? Với mẫu Vatasa V8 Pro của chúng ta thì chúng ta sẽ có chip công nghệ mới này, TSMC của Mỹ này. Và đặc biệt hơn là cho ra độ giải nén lên tới 64 bit nha quý vị và các bạn. Một chất lượng âm thanh vô cùng là cao. Và đi kèm với đó là một công nghệ vô cùng là tuyệt vời. Khi mà chúng ta chỉ cần kết nối bằng iPhone, iPad, chúng ta connect trên chính chiếc điện thoại của gia đình nhà mình thôi, thì chúng ta có thể điều chỉnh được giải bass, giải chung, giải chép vô cùng tiện lợi và dễ dàng. Và đặc biệt hơn, với những cái dòng vang số cao cấp thì cho ra một cái chất lượng âm thanh rất là chi tiết. Tiếng micro thì dì vợt và echo kết hợp vô cùng là tuyệt vời nha quý vị và các bạn. Và tiếp tục nha, chúng ta sẽ cùng tiếp tục rất nhiều những sản phẩm chính hãng và đến từ rất nhiều những cái thương hiệu nổi tiếng nha quý vị và các bạn. Quang Tùng sẽ đi tiếp tục luôn nha. Và chắc chắn rồi đúng không ạ?
Hôm nay thì Quang Tùng sẽ làm ra một cái clip mà chúng ta sẽ không đi theo một cái bố cục nào cả nha quý vị và các bạn. Không phải là từ đẩy, van, micro giống như rất nhiều các cái clip đó mà chúng ta sẽ giới thiệu chi tiết của từng sản phẩm nhiều hơn nha. Và tiếp tục với đó là chúng ta sẽ có một bộ micro rất cao cấp nha quý vị và các bạn. Và với những cái dòng micro này thì khi mà quý vị và các bạn đầu tư thì với một cái đầu tư của quý vị và các bạn thì Quang Tùng có thể nhận xét là với những dòng micro cao cấp thì chắc chắn rồi đúng không ạ? Khi quý vị và các bạn sở hữu này, chúng ta có thể nhìn thấy này, lối thiết kế độc quyền đến từ thương hiệu Vatasa T10, đây là dòng micro cao cấp để khi mà quý vị và các bạn với những cái dòng mi này nha, thì chúng ta hay thường thấy ở trên mục đích là kinh doanh hoặc là dùng cho những cái sự kiện. Nhưng với những gia đình nhà anh Tuấn này thì sẽ lựa chọn một cái dòng mi cao cấp nhất để cho ra một cái tiếng vuông cổ của micro được đẹp hơn nha quý vị và các bạn. Và chắc chắn rồi, với dòng micro này thì có rất nhiều những cái công nghệ rồi đúng không ạ? Công nghệ cảm biến gia tốc này, cảm biến tự ngắt này, và nó sẽ được bắt sóng một cách vô cùng là mạnh mẽ nha. Khi mà với những cái dòng cao cấp được dùng cho mục đích kinh doanh và sự kiện thì quý vị và các bạn có thể là đứng xa lên tới 100m nha quý vị bạn, 100m quý vị và alo thì vẫn có thể hoàn toàn bắt sóng được. Và với cái dòng micro của chúng ta thì được sử dụng một tần số UHF, một tần số sạch nha quý vị bạn. Và đây chính là tay micro này, quý vị có thể nhìn thấy đúng không ạ? Khi mà chúng ta cầm tay micro thôi rất là lặng nha, bởi vì với một cái tay mi này thôi thì cũng là khá là tốn kém nha quý vị và các bạn. Và chúng ta có thể nhìn thấy này, đó sẽ có logo của Vatasa T10 nha. Và đặc biệt hơn, quý vị bạn nhìn thấy từ những cái linh kiện nhỏ nha, từ tay mi thôi, chúng ta có thể nhìn thấy này, chống bám vân tay, chống xước đó. Quý vị có thể là thử luôn nha. Đó, chống xước này, khi mà chúng ta cào lên này sẽ có vết nha, và khi chúng ta lau đi sẽ hết sạch nha quý vị và bạn. Chống bám vân tay, chống xước. Khi mà chúng ta dùng những cái dòng micro cao cấp đến từ thương hiệu Vatasa thì chúng ta dùng 575 thì vẫn hoàn toàn là đẹp nha. Và tiếp tục nha quý vị bạn, tiếp tục đi. Dòng micro cao cấp rồi thì cục đẩy sẽ có những cái gì nha. Quang Tùng sẽ xem nào. Đó, đây sẽ là dòng cục đẩy liền 408 nha quý vị bạn, đến từ thương hiệu DT. Đây là dòng cục đẩy 4 kênh nha quý vị bạn. Quang Tùng sẽ mở luôn ra nha. Và chúng ta sẽ cùng kiểm tra luôn là sản phẩm mang đi này có phải là hàng mới không, thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra luôn nha. Đó. Tôi sẽ cùng kiểm tra cùng với quý vị và các bạn luôn. Đó, chúng ta sẽ đổ cục đẩy ra nha. Quý vị có thể nhìn thấy đúng không ạ? Với từ bên ngoài thôi thì chúng ta có thể nhìn thấy là từ những lớp xốp này được thiết kế vô cùng là chắc chắn, bởi vì những cái dòng nhập khẩu chắc chắn rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhập khẩu về thì sẽ qua rất nhiều những cái đơn vị vận chuyển này, cho nên là từ những bên ngoài như là từ những cái lớp xốp này, từ những cái lớp vỏ thùng được làm rất là chắc chắn nha quý vị bạn. Và đây chúng ta sẽ có một mẫu cục đẩy nha. Quang Tùng sẽ bỏ bớt xốp xuống. Chúng ta sẽ có một mẫu cục đẩy đến từ thương hiệu DT liền 408 nha quý vị bạn. Đây là dòng cục đẩy 4 kênh, mỗi một kênh thì cho ra công suất là 800W và trở kháng là 8 ohm nha quý vị và bạn. Và khi mà chúng ta sở hữu một cặp loa này và đi kèm với đó là một con loa sắp thì chắc chắn rồi các bạn, đẩy 4 kênh sẽ giúp cho chúng ta tối ưu hóa về sản phẩm hơn này, và có thể là sử dụng hết công năng của một chiếc đẩy 4 kênh. Kênh 1, kênh 2 thì sẽ đấu với một cặp loa full, kênh 3, kênh 4 chúng ta sẽ kết hợp để đánh với một con sắp bát 50 nha quý vị và bạn. Và với cái mẫu mã đến từ thương hiệu DT liền 408 thì được thiết kế mẫu mã độc quyền đến từ thương hiệu DT. Và với những cái model sản phẩm này đến từ công nghệ của Đức thì chắc chắn rồi đúng không ạ? Cho ra một cái chất lượng âm thanh vô cùng là tuyệt vời. Và khi mà chúng ta sắm cho gia đình nhà mình với những cái mẫu đẩy cao cấp thì khi mà quý vị và các bạn sử dụng trong một mục đích là thời gian dài nha, thì chúng ta sẽ hạn chế được cái độ sai số, độ nóng thiết bị lên. Cục đẩy của chúng ta sẽ hoạt động một cách tốt nhất để cho khai thác được ra một chất lượng âm thanh được ổn định hơn nha quý vị bạn. Và đặc biệt hơn nha, quý vị có thể nhìn thế này, lối thiết kế của mẫu cục đẩy của chúng ta thì vô cùng đẹp đúng không ạ?
với những cái mẫu mã đến từ độc quyền thương hiệu DT thì chắc chắn rồi đúng không ạ, không sao chép của bất kỳ thương hiệu gì, quý vị có thể nhìn thấy. Và một cấu hình của một bộ dàn karaoke thì chắc chắn rồi đúng không ạ, với những cái cấu hình tiêu chuẩn thì chúng ta chỉ có một cặp loa thôi, nhưng với gia đình nhà anh Tuấn Anh thì chúng ta sẽ có một cấu hình chuyên nghiệp pro, thì chúng ta sẽ kết hợp một con loa sắp nha. Thì Quang Tùng sẽ giới thiệu con loa sắp để bên ngoài nha quý vị và các bạn, xong rồi để cho đội ngũ kỹ thuật của Trường Thành Audio sẽ vào lắp đặt nha. Loa sắp này thì được thiết kế là một mẫu loa sắp đến từ thương hiệu DT Sigma 118, được sử dụng là một bát 50 nha quý vị và các bạn. Và với mẫu loa sắp này thì Quang Tùng sẽ giới thiệu đi sâu hơn nha, là với mẫu loa sắp của chúng ta thì được trang bị một bát 50 này, cho ra công suất là 600W nha quý vị và các bạn. Và đặc biệt hơn là với mẫu loa sắp đến từ thương hiệu DT thì cho ra một cái chất lượng âm thanh vô cùng là sâu lắng, giải bát vô cùng là lực nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắp đặt tất cả các thiết bị lên và cùng tìm hiểu là tại sao mà lại khiến cho anh Tuấn Anh phải đầu tư một cái cấu hình này, thì sẽ có một cái điểm gì nha quý vị và các bạn. Và đây chính là thành quả trong buổi ngày hôm nay nha quý vị và các bạn, quý vị có thể nhìn thấy được rồi đúng không ạ. Và Quang Tùng sẽ giới thiệu lại chi tiết hơn về cấu hình này nha, còn tất cả các tính năng của sản phẩm thì Quang Tùng đã giới thiệu rồi đúng không ạ. Và với cấu hình của gia đình nhà anh Tuấn Anh thì có một cặp loa đến từ thương hiệu JBL PRX412M nha quý vị và các bạn. Và đi với trong đó thì sẽ có một cấu hình siêu khủng nha, rất nhiều những thiết bị hot, và quý vị và các bạn chúng ta có thể tìm hiểu thêm nha. Thì sẽ có một cục đẩy DT liền 408 này. Bên trên sẽ là một chiếc vang số Vatasa V8 Pro cao cấp đến từ thương hiệu Vatasa. Và trên chúng ta sẽ có một chiếc quản lý nguồn Vatasa P9 Limited. Và trên cùng chúng ta sẽ có một bộ micro Vatasa T10 nha quý vị và bạn. Và đặc biệt hơn là để mà khai thác giải siêu trầm được tối ưu hóa hơn, thì đi cùng với đó sẽ có thêm một chiếc loa sắp được sử dụng là bát 50 đến từ thương hiệu DT Sigma 118 nha quý vị và bạn. Và ngay bây giờ thôi đúng không ạ, chăm nghe không bằng một thấy đúng không ạ. Nói quảng cáo mãi rồi thì có thể quý vị và các bạn chưa chắc đã tin đâu, nhưng mà để một cấu hình, một dàn âm thanh mà khách hàng có thể nói là tin tưởng và sử dụng, mà Quang Tùng có thể đứng được ở giữa gia đình nhà khách mà có thể nói được là hay, thì quý vị cũng có thể đủ hiểu đúng không ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng test thử tiếng music này và cùng test thử tiếng micro nha. Nhà bên đang đón rộng, rộng tiếng cười và các bạn vừa test thử một đoạn music rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng test thử tiếng micro với dòng micro cao cấp đến từ thương hiệu Vatasa T10. Và cũng như thường lệ thôi thì Quang Tùng sẽ đứng ở một cái khoảng vị trí cũng gần với cặp loa thôi, và Quang Tùng sẽ alo thử tiếng mộc để cho quý vị và các bạn cảm nhận một cách chân thực nhất nha. Alo 1 2. Alo 1 2. Không phải. Alo 1 2. Không phải. Alo. Đó, đây sẽ là một trong những chế độ mà Quang Tùng hay đội ngũ kỹ thuật của Trường Thành Audio đi lắp đặt cho quý vị và các bạn nha. Và với những cái dòng vang số cao cấp thì sẽ có rất nhiều cách chơi, và mỗi một gia chủ của chúng ta sẽ có rất nhiều những cái gu thưởng thức âm thanh khác nhau. Và đặc biệt hơn, với những cái dòng vang số đến từ thương hiệu Vatasa V8 Pro thì quý vị và các bạn có thể dùng điện thoại để làm chủ tất cả các tính năng, điều khiển được tất cả toàn bộ từ giải bát, trung chép của micro. Đồng thời với đó chúng ta cũng sẽ có thể điều chỉnh được giải như là ví dụ nhà echo hoặc là revert, có thể điều chỉnh được tất cả để làm sao với mỗi một gia chủ của chúng ta, kể cả những người khó tính nhất thì đều có thể sử dụng một cái dàn âm thanh có thể là khai thác tối đa những cái thiết bị của gia đình nhà mình. Quang Tùng cũng đã lắp đặt xong và test thử một cấu hình vô cùng tuyệt vời của gia đình nhà anh Tuấn Anh rồi. Và nếu mà quý vị và các bạn nào nha đang muốn tìm hiểu thông tin của cả một bộ dàn này, hoặc tìm hiểu một sản phẩm, thì chúng ta có thể truy cập đến website chuyên nghiệp của Trường Thành Audio là trườngthanhaudio.com. Hoặc khi mà quý vị và các bạn đang còn những cái vấn đề thắc mắc về không gian, về sử dụng những cái thiết bị gì, thì có thể gọi điện thoại ngay đến số hotline của Trường Thành Audio là 0817 36 5555 và 0586 79 8888. Đội ngũ kỹ thuật của Trường Thành Audio sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn một cách chuyên sâu nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng với Quang Tùng đồng hành trong cái buổi lắp bặt ngày hôm nay.
Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những clip tiếp theo. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.